Một áp thấp nhiệt đới sắp di chuyển vào Biển Đông và mạnh lên thành bão. Đây sẽ là cơn bão kéo dài trong 2 năm và ảnh hưởng tới khu vực cực nam của Tổ quốc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay một áp thấp nhiệt đới cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 370 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tương đương 50 đến 60 km/h, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Sau 72 giờ tới có thể vào Biển Đông, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão. Đến trưa ngày 30 tháng 12, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 240 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tương đương 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Cảnh báo do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh và có khả năng kéo dài từ 5 cho tới 7 ngày. Từ ngày 29 tháng 12, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, từ khoảng đêm 29 tháng 12 do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, nên gió mạnh dần lên cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.